Xin chào các bác đã đến với kênh Đồng hồ Kia đồ cũ, kênh chuyên giao lưu giới thiệu về những mẫu đồng hồ siêu cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Mời các bác cùng theo dõi video ngày hôm nay nha. Chiếc đồng hồ đầu tiên mang đến cho các bác trong video này đó là một em Dufunter thuộc thương hiệu đồng hồ Lucien Picard, một thương hiệu đồng hồ cổ rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ này, thuộc phân khúc đồng hồ cao cấp và nằm trong top 5 những thương hiệu đồng hồ lớn và nổi tiếng của Thụy Sĩ xưa. Dufunter này thì có cái phần mặt tỏa tia nha các bác, kết hợp cùng với kim cọc vàng, miếng băm này. Đây là phần vỏ nha, vỏ bên ngoài của em này sẽ là vỏ vàng. Đã lên màu thời gian. Mặt đáy inox có khắc tên thương hiệu Dufunter by Lucien Picard ở đây này, Swiss Make, đáy inox nha. Chiếc này thì có size mặt là 33.6, gọi là size 34 này. Đây là một là form mặt khá là dễ đeo dành cho các bác. Các bác nào có cổ tay từ 17,5 đổ xuống là lên tay em này thì rất là hợp nha. Mở máy em này cho các bác cùng ngắm nha. Đây là phần máy bên trong của chiếc Dufunter này. Mặt đáy của chiếc này thì sẽ có khắc tên thương hiệu Lucien Picard ở đây này. Đây là bộ máy nha, máy vàng hồng 17 chân kính, cơ lên dây. Trên phần máy thì có khắc tên thương hiệu Lucien Picard Swissmake này. Bộ máy em này thì rất là đẹp luôn, một bộ máy vàng hồng nguyên bản. Rồi, Lucien Picard, thương hiệu đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ, dòng máy Dufunter. Chốt đơn cho em chiếc này với mã là E16 này. Giá em này chỉ 2.580.000 nha. E16 với giá là 2.580.000. Chốt đơn cho em qua số điện thoại 0936050424, em đang ghi ở bên ngoài màn hình nha. Và cái cách thức thanh toán của cửa hàng Kiên thì bên nhà em sẽ có hai hình thức thanh toán cho các bác. Một là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển. Còn cách thứ hai thì các bác sẽ cọc cho em từ 200.000 một đơn trở lên. Em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán lốt phần tiền còn lại và tiền cước cho bưu tá nhé. Chiếc thứ hai đó là một em Slava này. Slava dòng máy quân đội, cơ lên dây với 21 chân kính. Em này thì sẽ có cái màu mặt là xanh đen, màu đen pha với một chút cái màu rêu xanh một chút, trông cực kỳ là mộc mạc và cổ kính luôn. Cái form mặt của em này thì thành mặt khá là cao này, tạo cho cái phần mặt nó có một cái form có cái chiều sâu. Cọc số học trò cổ điển với một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Vỏ bên ngoài của em này sẽ là vỏ vàng nha, vỏ vàng hơi có vết thời gian một tẹo này, gọi là lấm tấm vết thời gian. Size mặt 36, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử. Chiếc đồng hồ cổ cực kỳ chất đến từ thương hiệu Slava của Liên Xô, máy cơ lên dây 21 chân kính. Đối với cái bộ lịch của em này thì các bác sẽ chỉnh bằng cách là quay kim 24 giờ nha. Đó, lịch đã nhảy sang ngày mới này. Chiếc này có giá là 1.880.000 thôi ạ. Mã sản phẩm là H62 nha. H62 giá 1.880.000. Em qua mẫu này, mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Gun, một thương hiệu đồng hồ rất là cổ của Liên Xô. Cái thương hiệu này thì hiện tại đã không còn sản xuất nữa rồi, và đã ngừng sản xuất cách đây rất là lâu năm rồi. Nhưng là đây là trên thị trường chỉ còn sót lại một vài cái mẫu cổ của thương hiệu này thôi. Để biết thêm chi tiết về cái thương hiệu đồng hồ Gun này thì các bác có thể lên Google, các bác check tên thương hiệu ra, nó sẽ ra một số cái thông tin về thương hiệu này. Các bác muốn biết thêm chi tiết nhiều hơn thì sẽ là tiếng Anh nha. Tiếng Việt thì chắc là sẽ không ra nhiều cái thông tin về thương hiệu này đâu ạ. Một thương hiệu rất là cổ rồi. Em này có kim rốn nha, kim vàng, cọc số học trò nổi bật trên phần mặt nền màu xanh dương. Form dáng
mang cái tính chất rất là độc luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn này, cái form mặt này, thiết kế quá là lạ mắt. Với size mặt ngang là 34, size 34 không tính hố. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Màu mặt xanh, vỏ vàng. Cái phần vỏ vàng của em này thì đã hơi lên bã trầu theo thời gian rồi. Các bác có thể để cái form nó cổ kính như thế này hoặc là có thể hoàn toàn khắc phục được cái vết bã trầu này bằng cách là đánh bóng lại một chút thôi nha. Rất là đơn giản. Mặt đây sẽ là đầy inox này, máy cơ lên dây, tình trạng máy hoạt động tốt, đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Bác nào muốn sưu tầm chiếc đồng hồ gold này thì chốt đơn nha, với mã là H96 này, giá 1.480.000. Mẫu tiếp theo một em Garouin. Garouin hay còn được mệnh danh là tiểu Rolex này, thương hiệu đồng hồ cổ và thương hiệu rất là lớn và nổi tiếng của Thụy Sĩ. Em này thì mặt đã có vết dầu, kim cọc vàng, mặt rất là cổ luôn. Vỏ bên ngoài là vỏ vàng nha. Cái phần vỏ vàng của em này thì đã có vết thời gian xuất hiện ở đây rồi. Đây các bác cùng ngắm này, những cái vết thời gian trên phần vỏ đồng hồ rất là đẹp luôn. Đáy kiểu bắt úp. Em này thì mặt đáy sẽ có khắc tên thương hiệu này. Ở đây thì em thấy có ghi là máy có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Tức là đây là một chiếc Garouin máy cơ tự động nha, dòng máy Auto Win này, cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả cơ có tay. Sở hữu size mặt là 33, size 33, form mặt là kính khá là lớn, nó tràn gần như là hết cái phần viền luôn. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Một chiếc Garouin cổ kính sưu tầm cho các bác, em này với giá chỉ có 1.790.000 thôi. Bác sở hữu ngay chiếc Garouin này nha. Mã sản phẩm là H212. Rồi một chiếc Paqueta, thương hiệu đồng hồ của Liên Xô. Đây là một chiếc Paqueta với màu mặt đen bao công các bác ạ. Vỏ bên ngoài cũng là vỏ thép đen luôn nha, rất là đẹp, độc đáo luôn. Đây là các bác nhìn cái phần vỏ của em này, vỏ thép đen lạ mắt. Mặt đáy em này thì sẽ là đáy thép không gỉ, các cọc số vàng, bộ máy cơ lên dây. Test thử cho các bác cùng ngắm phần núm nha, phần kim nha. Bộ kim hoạt động tốt này. Sở hữu form mặt 35, 34.5 nha các bác. Thì em còn làm tròn thành 35. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đó. Em này nó mang cái tính chất sưu tầm rất là độc dành cho các bác. Cơ lên dây, giá thì cực kỳ là bình dân, dễ sưu tầm, dễ chơi cho các bác này, chỉ có 1.080.000 thôi ạ. Mã sản phẩm của em này là H198 nha, giá 1.080.000. Em qua chiếc tiếp theo này, đây là một em Croton, dòng máy Nevada Grichen, thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ nha các bác. Mặt hài lòng với các cọc số thiết kế lạ mắt, kim cọc vàng nha, phần vỏ của em này là vàng 10K này. Vỏ vàng 10K Gold Feel có khắc triện luôn ở trên phần vỏ. Cái nước vàng của em này sẽ nằm cái màu vàng sáng, rất là trẻ trung. Mặt vàng mỡ gà, mặt đáy sẽ là đáy inox nha. Bây giờ em sẽ mở luôn cái bộ máy bên trong. Rồi và đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ này các bạn. Bộ máy nguyên bản của Croton 17 sân kính này. Máy cơ lên dây, có lên dây nguyên bản chính hãng của Thụy Sĩ nha. Bộ máy của em này cực kỳ đẹp luôn, rất là sáng. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Một form mặt rất là khỏe khoắn và nam tính, size 34. Em này có mã là E25, giá 1.950.000 nha. Rồi tiếp tục qua mẫu mang đến cho các bác một chiếc Raketa. Mặt vân cát, lấm tấm dầu, kim cọc vàng,
kết hợp cùng với các cọc số chảy tia. Và đây là một chiếc Raketa dáng tanh nha các bác. Dáng tanh này, vỏ vàng còn nguyên vẹn, lớp vàng của em này rất là sáng luôn, không hề có dấu hiệu hao mòn của thời gian. Mặt đáy inox vuông thành bén cạnh, sở hữu size mặt ngang là 29 này. Em này form mặt vuông nha, ngang 29 dọc 29. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Máy cơ lên dây, tình trạng kim cọc hoạt động tốt, máy đã được lau dầu và cần chỉnh ổn định. Chiếc này có mã là G3 nha, giá 1.480.000 ạ. G3 giá 1.480.000. Rồi tiếp tục gửi đến các bác một chiếc Coslavin để Lucy. Em này là một thương hiệu đồng hồ cổ của Thụy Sĩ và Liên Xô. Kim cọc vàng với biểu tượng rất là đặc trưng này, chú cá kiếm nằm tại góc 9 giờ. Máy cơ lên dây với 23 chân kính các bác ạ. Em này form dáng mỏng gọn nha, vỏ đã lên dầu, đã có vết thời gian này. Đáy inox có khắc tên thương hiệu Coslavin ở đây. Phần vỏ vàng thì em thấy có khắc trịa là bọc vàng 22K gold fill nha. Nó bọc vàng 22K. Size mặt là 35. Em này size 35 không tính lốm. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Chiếc Coslavin cổ điển, kim cọc vàng. Rồi và mời các bác cùng ngắm bộ máy bên trong của em này nha. Bộ máy siêu đẹp luôn đấy ạ, phải nói là siêu phẩm các bác. Máy su 23 chân kính nguyên bản của Coslavin. Bộ máy vàng nguyên bản như thế này, cơ lên dây nha, đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi ạ. Và để sở hữu em Coslavin để Lucy này thì các bác chốt đơn cho em nha. Với mã sản phẩm của em này là E169 này, giá chỉ có 1.680.000 thôi. E169 giá 1.680.000 nha. Rồi, tiếp tục giao lưu mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ Liên Xô với màu mặt huyết. Em này có một cái màu mặt nó có phải gọi là đỏ tươi luôn các bác ạ. Các cọc số Latin, kim vàng và phần mặt của em này thì đã lấm tấm những vết mụn thời gian rồi. Đó, rất đẹp theo cái kiểu cổ kính. Thiết kế chân càng lạ mắt, độc đáo. Vỏ bên ngoài của em này thì sẽ là vỏ vàng nha. Cái lớp vỏ vàng bên ngoài còn khá là đẹp đấy ạ. Ở đây thì em thấy có khắc trịa là được bọc vàng au 12.5 này. Lớp vàng khá là dày dặn. Mặt đáy sẽ là đáy inox nha. Sở hữu size mặt 34. Size 34 không tính lốm. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đây là phần mặt của chiếc đồng hồ này. Rất là cổ luôn. Một mẫu máy xứng đáng để cho các bác sưu tầm đấy ạ. Chốt đơn cho em trên này nha. Với mã là H155 này. Em này có giá chỉ 1.480.000 thôi ạ. Tiếp tục vào video ngày hôm nay với một chiếc Benrus, thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ này. Đây là một chiếc Benrus với màu mặt trắng ngà và em này có kim rốn nha. Điểm nhấn vào những vị trí ô cột số như là 3, 6, 9 và 12 này. Thiết kế mặt đơn giản nhưng mà rất là tinh tế và sang trọng. Em này có 4 chân càng với cái độ cong vừa phải này, tạo cho chiếc đồng hồ nó có một cái form rất là mềm mại. Và điều đặc biệt nhất của chiếc Benrus này thì đây là một chiếc đồng hồ sử dụng cái chất liệu vỏ vàng trắng nha các bác. Rất là hiếm hoi các cái dòng đồng hồ mà được sử dụng cái chất liệu vàng trắng như thế này. Mặt đáy Benrus có khắc tên thương hiệu, bọc vàng 20 micron, vàng trắng 10K này. Sở hữu size mặt 33.4.
Em lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Em này có bốn chân càng rất là dài cho nên là nó cực kỳ là hách dáng đấy các bác. Đối với cái form 33 mà chân càng dài như thế này thì nó cũng không phải là một form nhỏ đâu ạ. Rất là dễ đeo. Máy cơ lên dây. Đó, cơ cót tay nha. Máy đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định. Trên này các bác nào yêu thích thì có thể giao lưu với giá là 2.680.000. Mã là H66 nhé. 2.680 này. Mẫu tiếp theo một em Seiko Olisqui, thương hiệu đồng hồ cổ của Nhật Bản. Dòng Seiko này thì được sản xuất ra đời vào đầu những năm thập niên 60. Cho đến ngày hôm nay thì các bác biết là đây là một mẫu Seiko rất là cổ rồi. Bác nào mà yêu thích những dòng máy Nhật thì các bác có thể tham khảo qua cái mẫu này nha. Trên này thì còn giữ được độ mới rất là cao đó các bác. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt. Mặt vàng mỡ gà. Các cọc số được khía trực tiếp ở trên cái phần mặt nền này. Kim cọc vàng, vỏ bên ngoài này. Cái lớp vỏ vàng của em này thì còn nguyên vẹn và không hề có dấu hiệu hao mòn của thời gian. Đo size mặt nha. Em này có size mặt là 33. Size 33 không tính đốm này. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Bốn chân cà của em này cũng rất là dài, hách dáng. Máy cơ cót tay đã được lau dầu, căn chỉnh ổn định. Đáy của em này thì sẽ là đáy theo kiểu đáy ép nha. Đáy ép inox. Trên này nha, có giá chỉ 1.680.000 thôi. Các bác có thể sở hữu ngay rồi. Chốt đơn cho em với mã là H123, giá 1.680.000. Em qua mẫu tiếp theo nha. Mà đến cho các bác một chiếc One Time. Thương hiệu đồng hồ One Time của Thụy Sĩ này. Với màu mặt vàng, cọc số nổi và có một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ. Em này là một chiếc đồng hồ sở hữu bộ máy cơ tự động nha. Em này còn có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Form dáng độc đáo, dày dặn. Các bác nhìn cái form ngang của em này này, rất là dày dặn luôn. Vỏ vàng còn nguyên vẹn. Góc phía dưới này thì hơi có vết thời gian một tí xíu thôi. Không ảnh hưởng nhiều đến cái vẻ bên ngoài của chiếc đồng hồ này. Mặt đáy thì sẽ là đáy inox nha, có khắc tên thương hiệu này. Với size mặt ngang là 435 và size dọc của em này là 39. Đây là một form trung bình và rất là dễ đeo dành cho các bác nha. Em lên tay cho các bác ngắm thử này. Trên này thì có một cái form mặt khá là lạ mắt, khỏe khoắn, hơi độc dị một chút. Bác nào mà yêu thích cái phong cách độc lạ, bác có thể tham khảo cái mẫu này nha. Chiếc One Time máy cơ tự động. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt này. Máy đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định. Chốt đơn cho em chiếc One Time này với mã là bao nhiêu đây ạ? Mã G23, giá chỉ có 2.480.000 nha. G23 này, giá 2.480.000. Rồi tiếp tục qua mẫu mang đến cho các bác một chiếc Slava. Slava đồng hồ Liên Xô. Mặt vàng, chiếc này còn rất là đẹp. Mặc dù là một cái mẫu đồng hồ cổ đấy, thế nhưng mà cái phần vỏ bên ngoài rất là sáng và đẹp nha. Mặt mỡ gà, cọc số nổi này. Một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Đây là một ô lịch 2 ngăn nha. Vỏ bên ngoài của em này sẽ là vỏ vàng. Đáy inox này. Sở hữu size mặt là 37. Size 37 không tính núm các bác nha. Em lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây là một form mặt lớn và rất là dễ đeo dành cho các bác. Bác nào mà có cổ tay to tầm tay 20-21, đổ xuống là các bác lên tay thoải mái nhé. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt này. Rồi bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì chốt đơn nha. Với mã là H131, giá 1.680.000 là các bác có thể sở hữu chiếc Slava này rồi ạ. H131 giá 1.680.000 nha.
Tiếp tục qua mẫu mang đến cho các bác một chiếc Seiko 5, thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng của Nhật Bản này, đã từng làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam những năm thập niên 80, huyền thoại thời bao cấp. Seiko 5 chém cạnh, mặt bọc, mặt đen, kim cọc vàng, viền vàng và có một ô cửa lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ. Vỏ thép không gỉ toàn thân. Đó. Dây khóa này, mặt đáy zin nguyên bản nha, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây là phần mặt của chiếc Seiko này. Máy cơ tự động. Em này thì núm sẽ có nấc để chỉnh định nhanh nha. Các bác sẽ kéo núm tay bên ngoài nấc đầu tiên để chỉnh cái phần lịch ngày cũng như là lịch thứ này. Đó, xoay lên và xoay xuống để chỉnh bộ lịch. Nấc thứ hai sẽ là nấc để chỉnh kim nha. Cực kỳ chất luôn. Bác nào mà chưa có trong tay một em Seiko 5 chém cạnh thì bác nhanh tay nhắn tin về cho cửa hàng Kiên để sở hữu em đồng hồ này nha. Độ mới còn cực kỳ cao luôn đấy ạ. Mã trước này là E107 với giá là 1.160.000. E107 nha, giá 1.160.000 ạ. Seiko Matic, thương hiệu đồng hồ cổ của Nhật Bản. Kim cọc vàng, cọc số chảy tia, mặt hơi lấm tấm vết bụi một chút. Em này sẽ có phần thân vỏ ngoài là vỏ thép không gỉ này. Rất là sáng luôn. Phần mặt này các bác nào mà muốn nó đẹp hơn thì các bác có thể spa nha, lau lại phần mặt đi một chút xíu là ok. Size mặt 35, size 35 không tính núm, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đây là một em Seiko Matic chạy máy cơ tự động nha, cơ tự động nguyên bản của đồng hồ Nhật. Rồi và đây là bộ máy bên trong của em này ạ. Đây mà các bác cùng chiêm ngưỡng bộ máy Seiko Sa 30 Jewel. Máy Seiko Matic nha, cơ tự động nguyên bản vàng. Máy vàng ươm luôn, rất là đẹp. Các bác có thể thấy cái phần bánh đà này rất là nhạy luôn. Đó. Chốt đơn cho em chiếc này nha, với mã là E104 này, giá 1.760.000. E104 giá 1.760.000 nha. Tiếp tục qua mẫu một chiếc One Time, dòng máy Soft Resistant. One Time của đồng hồ Thụy Sĩ. Kim cọc vàng, các cọc số học trò thiết kế nổi. Rất là sắc nét. Cái màu mặt của chiếc One Time này thì nó sẽ là cái màu hơi sáng, hơi trắng ghi một chút các bác nha. Cái form, cái màu mặt khá là lạ mắt. Vỏ bên ngoài là vỏ vàng này, đã có vết thời gian, sức giam nhẹ một chút xíu thôi, không đáng kể. Núm zin logo, mặt đáy có khắc tên thương hiệu đồng hồ One Time này. Đáy em này sẽ là đáy inox nha. Đây là phần vỏ bên ngoài này. Đó, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Một chiếc One Time cổ, cơ lên dây 17 chân kính. Các bác cùng ngắm bộ máy trong của em này nha. Bộ máy cơ lên dây nguyên bản của One Time này, 17 chân kính. Rồi, em này có mã là H217 nha, giá 1.380.000 ạ. H217 giá 1380. Qua mẫu tiếp theo mang đến cho các bác một chiếc Orient 3 sao, thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Đây là một chiếc Orient với phần mặt vân cát vàng rất là đẹp các bác nha. Mặt cực kỳ sang luôn. Các cọc số chảy tia và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ này. Vỏ bên ngoài của em này sẽ là vỏ thép không gỉ. Còn rất là đẹp luôn. Cái dòng máy này là được sản xuất vào đầu những cái năm thập niên 60-70 đấy các bác. Dây khóa là mặt đáy đều có khắc tên thương hiệu và biểu tượng của hãng Orient. Sở hữu size mặt ngang là 36 và size dọc của em này là 42 này. Đây là một form mặt dễ đeo dành cho các bác. Em lên tay các bác cùng ngắm thử nha. Đó, Orient 3 sao, cơ tự động 21 chân kính này.
Em này có nấc để chỉnh lịch nhanh, các bác sẽ ấn vào cái phần đốm này. Đó, để chỉnh cái phần lịch ngày nhá. Để chỉnh phần lịch thứ, nấc thứ hai để chỉnh cái phần lịch ngày và phần kim. Nấc thứ hai thì nó sẽ có hai đốm, thứ hai có hai nấc này. Nấc 1 để chỉnh kim, à để chỉnh lịch, nấc thứ hai để chỉnh kim. Cơ tự động 21 chân kính, vỏ thép không gỉ, zin nguyên bản 100%. Đó, chiếc này bác nào muốn giao lưu sở hữu thì chốt đơn nha. Em này giá 1.180.000 thôi, giá bình dân, rất là dễ chơi. G97 là mã sản phẩm của chiếc này, 1.180.000. Hôm nay tiếp tục mang đến cho các bác một em Orient này, SK, dòng máy phiên bản mặt đen bao công. Đó, rất là lạ mắt luôn nha. Kim cọc vàng với một ô lịch nằm tại góc 3 giờ này. Vỏ thép không gỉ toàn thân. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu Orient và biểu tượng. Size mặt ngang của em này là 41 và size dọc. Size dọc là 46 nha các bác. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Các bác nào mà mình có màu đỏ rồi thì mình có thể sưu tầm thêm một chiếc màu đen như thế này nữa. Rất là độc luôn. Bộ lốm với phần lịch bơm vẫn còn đang trong tình trạng hoạt động tốt này. Nấc thứ hai để chỉnh phần lịch ngày và phần kim. Đó, cơ tự động 21 chân kính. Nguyên bản của đồng hồ Orient Nhật Bản. Chiếc này có giá là E198 nha. Giá chỉ có 980.000 là các bác có thể về tay em này rồi. 980.000 ạ, mã là E198. Mẫu tiếp theo là một em Raketa, Raketa Liên Xô. Mặt em này thì nó thiết kế theo kiểu form mặt bảy mực các bác. Hai màu trắng và đen, loang loang, rất là lạ mắt. Cọc số chảy tia đan xen với các cọc số La Mã. Vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng nha, mọc vàng au 20 và có khắc trịa luôn ở trên phần vỏ này. Vỏ vàng bên ngoài còn rất là đẹp nha. Mặt đáy inox này. Em này có size mặt là 34. Size 34 không tính đốm nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đó, chạy bộ máy cơ lên dây. Tình trạng kim cọc, em này hoạt động tốt. Máy đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định. Giá của chiếc này là 1.580.000. Mã sản phẩm là H231 nhé. 1.580. Mẫu tiếp theo là một em SK mặt lửa. Đây là phiên bản SK 1980 nha các bác, 1985 đấy. Với màu mặt hồng cánh sen nguyên bản, kim cọc vàng và có một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ này. Vỏ thép không gỉ toàn thân. Dây khóa mặt đáy zin nguyên bản 100% luôn. Đó. Bộ lịch bơm. Các chức năng lịch vẫn còn hoạt động tốt này. Size mặt ngang là 41. Size dọc 46. Máy cơ tự động 21 chân kính nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Bác nào muốn biết thêm chi tiết về cái mẫu SK mặt lửa này, nhắn tin cho em về Zalo nha. Em sẽ gửi ảnh cho các bác xem mà chi tiết hơn. Em này có mã là E88 này, giá 2.050.000 nha. Và đừng so hàng của nhà em. Hàng zin nguyên bản này. Em này zin nguyên bản của Nhật đấy, đồng hồ xưa đấy các bác. Mã E88 nha, giá 2.050.000. Duy nhất một chiếc. Rồi tiếp tục một em Technot. Máy cơ tự động. Dòng máy Kaiser. Technot Skyline các bác ạ, mặt xanh. Cọc số nổi với một ô lịch nằm tại góc 3 giờ này. Size ngang của em này là 35 và size dọc là 40. Vỏ thép sáng bóng luôn, thép không gỉ toàn thân. Nốm zin và mặt đáy có khắc tên thương hiệu và biểu tượng của hãng Technot này.
Em này là bộ máy cơ tự động các bác nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Em này lên tay cực kỳ chất luôn. Màu mặt xanh mát mắt. Bộ máy cơ tự động. Em này phần lịch có nấc để chỉnh lịch nhanh. Nấc thứ hai để chỉnh kim này. Máy đã được lau dầu, tình trạng hoạt động ổn định. Chiếc này có giá là 2.880.000 nha, mã là Y16, giá 2.880.000. Và mẫu đồng hồ này cũng đã kết thúc video của ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại 0936 050 424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nha. Và đối với các bác lần đầu biết đến kênh thì đừng quên là ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ em đã để phía dưới video này, để mỗi khi cửa hàng lên sóng các video mới các bác có thể đón xem được một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.